Hello, vâng, xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn. Lại là em Phạm Huấn đây. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về rất là nhiều mã hàng mới. Đó thì em sẽ lên trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn nhé. Đây là các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ. Lưu ý là đã gọi điện thì không nhắn tin và đã nhắn tin không gọi điện nữa. Để tránh việc số em lên đơn nhiều lần, thiệt hại shop thì các bác phải nhận hàng mất công mất thời gian. Anh em giảm lượng lại nhá. Đấy thì đây là cái bộ nạo 3 món, các bác lên cho em là nạo 3 món. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 50k bao ship. À xin lỗi các bác là 50k nhá, 50k không bao ship. Nạo 3 món các nhá. Đấy cứ quen mồm bao ship. Cái này mà 50k mà bao ship nữa thì em bán nhà đi luôn. Đấy. Thì đây, em sẽ test sản phẩm cho bác xem nhá. Một bộ của nó là 3 món như này con này. Một bộ của nó 50.000 rồi các bác, khi bác nhận được là 3 món như này luôn. Thế mới khủng khiếp chứ các bác ạ. Đó. Một bộ 50.000, 3 món như này các nhá. 50.000 3 món. Đấy các bác thấy rất là ngon lành cành đào luôn. Thì đây, đầu tiên là em lên cho bác cái con này. Con này của nó thì nó là vừa nạo vừa khoét lỗ nhá. Đấy. Ví dụ như là đây, nạo các bác này. Đấy. Nạo rất là ngon luôn các nhá. Đây. Nạo rất là ngon luôn các bác này. Đó, đây. Đấy. Nạo củ khoai tây rất là ngon luôn nhá. Vỏ ra thì cực kỳ là mỏng luôn. Các bác thấy không? Đây. Vỏ ra rất mỏng luôn các bác này. Đó, đây. Vỏ của nó ra rất là mỏng các nhá. Nạo cực kỳ là ngon luôn. Vỏ ra mỏng các nhá, rất là dễ làm nhá. Đấy. Ví dụ như khi các bác nạo đến cái chỗ này, củ khoai tây nó có cái tật này. Đây, đấy. Củ khoai tây nó có cái tật này thì mình ngoáy này đi xong này. Đó. Mình ngoáy đi là nó sạch rồi nhá. Đó. Đấy nó rất là tiện dụng như vậy. Đây, nó có cái này các bác ngoáy đi, hết cái tật luôn. Đó. Thì đây là một con nạo này. Đấy. Còn cái cán này thì các bác có thể tạo hình hoa, khi mà mình cắt hoa hoặc là mình cắt bánh cắt biếc rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, đấy. Con thứ nhất. Con thứ hai, con này thì đa năng luôn. Đấy, con này thì các bác cũng dùng đa năng. Con này thì vừa nạo vỏ vừa nạo sợi được luôn. Đây các bác nhá, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Có cả quai đeo luôn các bác này, bằng inox hết, không lo gì sét. Vừa nạo vỏ vừa nạo sợi nhá, nạo vỏ này. Đấy. Các bác tối nay các bác ăn với em món dưa chuột các bác nhá. Đó, tối nay thì mời các bác ăn dưa chuột nhá. Đó và khoai tây nấu xương. Rất là ngon luôn. Nhà tối nay em sẽ làm hai món chính, đó là dưa chuột. Đấy, làm nộm và khoai tây nấu xương. Đó. Đây, dưa chuột đã nạo xong các bác nhá. Đấy. Làm mấy củ cà rốt về nữa để mình xào thịt bò đi. Rồi thì là mình sẽ nạo cà rốt các bác nhá. Đó, nạo cà rốt thì mình sẽ nạo để lấy sợi như này các bác này. Đấy, đây. Đây. Các bác xem nhá. Sợi ra cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Sợi ra cực kỳ là ngon luôn. Đây để em nạo củ khoai tây cho các bác xem sợi ra nhá. Đó, đây. Sợi ra rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Đó, đây. Đây. Đấy. Sợi khoai tây, sợi ấy này, đây con này. Đấy. Nói chung là sợi ra rất đều và ngon các bác nhá. Sợi ra rất đều và ngon. Đó. Ngoài ra thì đến con thứ ba. Con này nó là cái con dao đây, em làm miếng dưa chuột đã các bác nhá. Đó, đây. Con này nó là con thứ ba. Trong cái bộ này nó có 3 món các bác nhá. Đấy. Một cái bộ nạo này 3 món này. Con này thì con nhíp này, để các bác rổ lông gà, lông vịt này. Các bác làm gà, làm vịt thì các bác nhổ lông này. Thứ hai là có cái này. Có con dao này để các bác làm lòng gà, lòng vịt. Đó. Thấy không? Tuyệt vời luôn các bác nhá. Một bộ này 3 món này. Các bác mình mãi giúp cho em là nạo 3 món luôn nhá. Đó. Nạo 3 món, bên giúp em trân trọng gửi tới các bác giá là 50k con nạo 3 món này. Có video test thực tế cho bác xem sản phẩm luôn các bác nhá. Đó, nạo 3 món, 50k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về một con dao thái các bác nhá, con dao thái. Bên em ký hiệu nó là dao tròn. Con này thì nói chung là nó cũng là dòng đa di năng, có thể là vừa thái được vừa chặt được. Con này chặt thì nhẹ nhàng thôi. Con này quá chặt thì nhẹ nhàng thôi. Con này chắc cân nặng của nó thì nó vào khoảng là 300 g, tầm 300 g đó nhá. Nói chung là chặt nhẹ nhàng cũng ok. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là dao tròn. Con này em đang gửi tới các bác cái giá là 170k bao ship. 170k bao ship coi nhá. Đó, 170k bao ship cái mã dao tròn này. Các bác lên cho em là dao tròn coi nhá. Đấy, tại vì nó bo tròn đầu như này. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho bác xem coi nhá. Đây đo kích thước cho bác xem. Đấy, con này thì chiều dài của nó là đi bản lưỡi là gần 16 cm. Còn tổng thể chiều dài của dao là vào đi 26 cm coi nhá. 26 cm. Đấy, nó kích thước của nó rất là hay như này coi nhá. Đấy. Con này để thái để băm chặt. Ok, nói chung thái được băm chặt được. Đấy, cũng rất là hợp lý thôi. Chốt bằng 4 đinh như này, rất chất lượng luôn nhá. Bo vòm rất là đẹp luôn coi nhá. Đó. Dao thì siêu sắc luôn. Đó. Con này thì nó là hàng đa di năng các bác nhá. Đấy thì nó khoảng 3 lạng các bác có thể thái băm chặt. Đây em sẽ test giấy cho bác xem là nó có cắt được giấy không nhá. Đây. Nói chung là rất là sắc luôn các bác này. Đó. Rất sắc luôn các bác nhá. Đấy, dao thái mà dao chặt mà như dao thái mà dao thái mà như dao chặt các bác nhá. Siêu sắc bén luôn. Test cắt giấy thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, cắt giấy thoải mái luôn. Đó. Nói chung là rất là sắc luôn các bác nhá. Rất sắc luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các giá là 170k. Lên mã giúp cho em là dao tròn các bác nhá. Dao tròn.
170k anh em dao tròn này không nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy không nhá. Rất đẹp luôn. Con này thì nó có đánh sóng này, đánh sóng này để chống dính không nhá. Đấy, con này các bác dùng để thái để chặt ok hết các nhá. Đó. Lên mã giúp em là dao tròn 170k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đèn năng lượng không nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn năng lượng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150k cái em đèn năng lượng này. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều, có bác lấy 4-5 con luôn, hàng siêu chất luôn. Đấy, các bác có thể bắn lên tường đây, trang trí như này. Đấy, và các bác để chỗ có ánh sáng ánh nắng các bác nhá. Để chỗ có ánh sáng ánh nắng là ok. Nó sẽ hấp thụ nhiệt của năng lượng mặt trời và lấy ánh sáng các bác không phải tốn 1.000 tiền điện nào các nhá. Đấy. Rất là sáng luôn các nhá, rất là sáng luôn. Đây con này, đó rất sáng luôn đấy, các bác thấy không? Đó, nói chung là rất là sáng. Có 3-4 chế độ sáng đấy. Thì cứ có người qua là nó sẽ sáng, có không có người là nó sẽ tắt các nhá. Đấy thì nó sẽ rất là tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là các bác dùng nó sẽ bền bỉ, bóng nó không bị già bóng các nhá. Đấy. Đây, đấy các nhá. Nói chung là rất là sáng luôn. Đấy, độ sáng của nó rất là tuyệt vời các nhá. Đó. Thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với cái giá là đây. Đấy. Với cái giá là 150k con đèn năng lượng này các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn năng lượng nhá, 150k bao ship đây, kích thước của nó đây. Tổng chiều dài của đèn là đi 23, chiều ngang là phủ bì là 11,5 các bác nhá. Đấy. Em đo kích thước rõ ràng cho bác xem đấy để các bác nắm được cái kích thước của nó. Nói chung là con này rất là tiện dụng và rất là sáng luôn các bác nhá. Đó, đây các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu. Có điều khiển từ xa luôn các nhá. Có điều khiển từ xa luôn để có điều chỉnh này. Đây. Đây là cái điều khiển từ xa con này, điều khiển từ xa đây để có điều chỉnh nhá. Đó, để có điều chỉnh này. Thứ hai là nó có cả cái khuy đây, có khuy đây về các bác lắp vào cho em nhá, lắp vào bắn vào tường này. Đây các bác cho này vào đây cho em. Đó, cho cái này vào đây. Đấy, sau đó là các bác bắn vào tường. Đấy, các bác xoáy ốc vào như này, xoáy ốc vào như này. Sau đó các bác điều chỉnh này, bắn vào tường các bác nhá. Là ok. Đó. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với cái giá là đi 150k. Đây, nó có các chế độ này. Đấy, on này, con này, nó up này, bật này, tắt này, đó rồi là chế độ sáng on này, sáng 1 này, đó. Sáng 1 là sáng mạnh này, sáng 2 là sáng vừa này, đó. Và sáng 3 là sáng yếu này và chế độ SOS này. Đó, SOS là cảnh báo này các bác nhá. Đó. Chế độ sáng 1 này, đó các bác thấy không? Sáng 1 này. Đấy, chế độ sáng 2 này. Đấy, sáng 2 này và chế độ sáng 3 các bác nhá. Đó. Và tắt đi này các bác nhá. Nói chung là hàng đa di năng luôn, rất tiện dụng. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác một con đèn năng lượng mặt trời như này. Giá chỉ có 150k mà nó lại thuộc dạng là đèn cảm biến đây. Nó có cái mắt cảm biến này các bác này. Đó. Nó thuộc có cái mắt cảm biến như này thì có người đi qua nó sáng và không có người đi qua nó tắt. Đấy, nó có tiện dụng như vậy nữa thì sử dụng nó sẽ rất là bền các nhá, rất là bền, bóng không bị già bóng và các bác dùng được rất là lâu. Đó thì các bác lên cho em là đèn năng lượng 150k bao ship các nhá, 150k bao ship của đèn năng lượng này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô bảng tô các nhá. Các bác lên cho em là bảng tô, đấy, hàng chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Đó, hàng chuẩn Nhật luôn để cho các em trẻ em từ lớp 1 đến nói chung là trẻ em từ cấp 2 trở về là dùng rất là ok. Đó, đang bán 100.000 thanh lý luôn cho các bác với giá là 70.000 con bảng tô này. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý luôn. Hàng nội địa Nhật, toàn chữ Nhật loàng hoàng hết các bác nhá. Đó, đây. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ gọn thôi. Nhiều bác nhận hàng mà chê mỏng, mỏng hay dày nó không quan trọng, quan trọng là chất lượng chứ còn mỏng dày thì quan trọng gì. Sản phẩm bây giờ nó làm nó phải thiết kế nhỏ gọn tinh tế. Đấy, khi bác nhận hàng thì bác bật cho em cái nút này lên này. Ở đây đằng sau nó có cái nút nguồn này. Ấn sang cái phần mở khóa này các bác nhá, sang cái phần mở khóa này. Đấy, khi hàng gửi đi là bao giờ nó ở chế độ đóng. Đây. Đấy, các bác viết lách bình thường thôi nhá, thỏa sức tô vẽ nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, rất tiện dụng luôn. Xóa đi này, đấy rất tiện dụng. Đây các bác nhá. Đó, đây trẻ em tự thỏa sức tô vẽ sáng tạo các nhá. Đó, thỏa sức tô vẽ sáng tạo luôn, nó rất là tiện các bác nhá. Đây. Đấy. Rất là tiện dụng luôn. Thì đây, cái này không phải xem video nữa, nó có thực tế luôn này các bác này. Đó. Đấy, vẽ hình bông hoa hồng của nhá. Đó, các em sẽ vẽ hình bông hoa hồng này. Đó, đây. Hình hoa hồng này các bác nhá. Đó. Đây, em vẽ thì nó không được là đẹp lắm đâu các bác nhá. Đó, đây. Vẽ hình bông hoa hồng này. Đó. Đây, đấy các bác thấy không? Đó. Đấy. Vẽ hình bông hoa hồng này. Đó. Rồi, các bác lên cho em là bảng xóa các bác nhá. Đấy, bảng xóa hoặc là bảng tô. Đó, bảng tô. Đấy, 100k. Đấy, giảm giá cho bác còn 70k các bác nhá. 70k con bảng tô này, xả kho thanh lý cho bác 70k con bảng tô này. Xóa đi này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng không nhá. Đó, tránh xa điện thoại máy tính bảng luôn, rất là tiện. Đấy, về thì các bác mở lên thì các bác bật cái nút khóa lên. Cái này nó không quan trọng gì dày mỏng, nó quan trọng là chất lượng thôi nhá. Nhiều bác nhận hàng bảo là mỏng lắm.
Thực ra thì các bác đặt cho nó vui, xong đến lúc các bác nhận các bác không thích lấy thì các bác lại chê nọ chê kia. Chứ còn thực ra thì hàng nó chất lượng rồi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là cái bộ xiên hoa quả các bác nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 70k một bộ này. Một bộ này của nó thì bao gồm có 10 món tất cả các bác nhá. Đó. Các bác lên đã giúp cho em là xiên hoa quả. Bộ này có 10 món. Đây. Đây các bác nhá. Bộ này có gọi là 10 cái, 10 cái tất cả các bác nhá. Rất tiện dụng như này các bác này. Đây. Đấy, một bộ này 10 cái. Các bác dùng để xiên hoa quả, ăn hoa quả rồi nói chung là các bác ăn đồ ăn cũng được. Đấy, ví dụ các ăn bún đậu thì dùng con này cũng được. Đấy, ăn bún đậu cũng rất là tiện. Hoặc là các bác ăn món ăn nào mà nó cần phải xiên thì các bác xiên. Đấy các nhá. Hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng của hãng các nhá. Đây, logo của thương hiệu Quyên Linh hai hình người đấy các này. Hàng của hãng chứ không phải là hàng trôi nổi các bác nhá. Đó, hàng của hãng của Đức các nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, bằng inox 304, thiết kế cực kỳ tinh xảo, dày dẫn và chắc chắn. Một bộ 10 cái như này là 70k nhá. Một bộ 10 cái này là 70k. Các bác tha hồ dùng để mình ăn hoa quả các thứ rồi ăn đồ ăn. Các bác lên cho em là xiên hoa quả 70k, xiên hoa quả 70k nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là tai nghe không dây các nhá. Tai nghe không dây của hãng iPhone. Tai nghe không dây của hãng iPhone các nhá. Đó. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 250k. 250k. Đấy, chương trình xả kho đặc biệt còn 200k, giảm giá còn 200k và bao ship các nhá, 200k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là tai nghe không dây. Đó. Lên mã giúp cho em là tai nghe không dây các nhá. Tai nghe không dây. Đó, rất chất lượng luôn. 200k và bao ship. Đấy, thì em sẽ khui hàng cho bác xem các nhá. Đó. Bác nào mà nhận được cái sản phẩm bóc rồi này thì các bác cũng thông cảm thôi. Nói chung là em giả ra quay test thôi các nhá. Đây, hàng của iPhone đây các bác này. Đấy, iPhone đây các bác nhá. Đây. Đấy, các bác quan sát nhá, em sẽ khui hộp cho các bác xem luôn. Đó, đây. Design by in California nhá. Đấy, in California luôn, hàng siêu chất luôn như này các bác nhá. Đấy. Một bộ này của nó thì bao gồm là có là một tai nghe cộng với lại một cục đế sạc này các bác này. Đó, đây là hai cái tai nghe của nó này. Hai tai nghe này. Đó, hai tai nghe đây các bác nhá. Đó. Cộng với một đế sạc này. Đấy, tai nghe cộng đế sạc này. Ở dưới này thì có dây sạc này, có dây sạc này và có kèm thêm là bốn cái đầu mút nữa nhá. Bốn cái đầu mút để các bác có thể thay thế nhá. Bốn cái đầu mút như này để các bác có thể thay thế này, nó rất là tiện dụng luôn. Đó, để các bác có thể thay thế hoặc là thay đổi các cái đầu mút tùy theo cái khẩu độ của tai của mình để các bác dùng cho nó khỏi đau tai nhá. Đó. Và tập trung chính là vào em tai nghe này nhá. Đó. Đây, về các bác có thể kết nối trực tiếp với điện thoại Android hoặc là điện thoại iPhone nhá. Đấy, để mình sử dụng thôi. Đấy, đốc sạc đây. Có lỗ cắm đây, về các bác cắm sạc cái này là xong rồi nhá. Đây. Design in California này. Đó, rất chất lượng luôn. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. 200k bao ship các nhá. Đây. EarPods Pro của này. Đó, EarPods Pro đây. Đó, rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, hình quả táo đây các bác này. Đó, in California. Đấy, EarPods Pro hình quả táo đây. Đó. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 200k bao ship. Các bác lên cho em là tai nghe không dây iPhone. Đó. Tai nghe không dây iPhone luôn nhá. Đó, tai nghe iPhone. Đấy, tai nghe iPhone luôn nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Đấy, 200k bao ship, 200k bao ship luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái găng tay các bác nhá. Găng tay đây. Đó. Găng tay thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là găng tay này là bao nhiêu nhỉ? Găng tay là 60k nhá. Đó, 60k một đôi găng tay như này các bác nhá. 60k một đôi găng tay như này. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Thì con này nó có thể sử dụng được cả điện thoại luôn các bác nhá. Có thể sử dụng được cả điện thoại luôn. Nó rất là tiện. Đây. Đấy, các bác đeo vào. Đây, nó có cả khóa này luôn để các bác có thể mở khổ ra các bác nhá. Đó. Cái này của nó thì nó co giãn rất là tốt luôn. Đấy, cho nên là gần như các bác là tay to tay nhỏ đều có thể là tương đối là vừa hết các bác nhá. Đó, tay to hơn một chút cũng vẫn vừa. Đó. Con này thì nó sử dụng được cả điện thoại luôn các bác nhá. Đây, sử dụng điện thoại luôn này các bác. Đấy, cái đầu này nó sử dụng được cả điện thoại luôn cho nên nó rất là tiện luôn nhá. Đó, sử dụng điện thoại được luôn. Đây, các bác nhá. Đấy, sử dụng điện thoại được luôn. Đây, cái phần này sử dụng được cả điện thoại luôn này. Rất là tiện các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đấy. Thì nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đấy, con này bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái con găng tay này với cái giá là đi 60k các bác nhá, 60k. Hàng siêu chất luôn các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đó, đây. Mặt dưới thì có cao su gọi là chống chống ấy các bác nhá. Đấy, chống cho các bác trơn trượt, rất là tiện dụng. Các bác lên cho em là găng tay các bác nhá. Găng tay. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 60k một đôi găng tay như này. Đấy.
các bác lên cho em là găng tay 60k không nhá, 60k mà đuôi găng tay này các bác nhá. Đó, tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là ví hồng các bác nhá, các bác lên cho em là ví hồng đấy, lên cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá là 150k đấy, hôm nay thì về giá tốt thành như các bác 110k và vẫn bao ship cơ nhá, vẫn bao ship. Một bộ này của nó thì khá là nhiều chi tiết bên trong đó, thì đây em sẽ cho các bác xem chi tiết. Đấy, bộ này thì bên em bán rất là nhiều, các bác mua về để cho biếu tặng làm quà hoặc sử dụng cá nhân trong gia đình rất là tốt. Ở đây thì nó có các cái phụ kiện về lấy ré tai này, nặn mụn này, đấy rồi là làm móng, làm ấy các kiểu, con cả zip luôn có nhá. Đấy, và đặc biệt là có ba cái cắt móng to như này, đấy ba cái cắt móng tay rất là to có nhá. Một bộ này của nó thì khá là nhiều chi tiết bên trong, đấy tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. 110.000 đấy thì tính ra là mất 30.000 để ship rồi, còn có 80-90.000 thôi, rất là rẻ luôn có nhá. Đấy, giá rất hợp lý. Có lên cho em là ví hồng có nhá. Đấy, bộ này của nó là ví, trong một cái ví như này đấy, về các bác sử dụng trong gia đình nó rất là tiện dụng. Lên mã giúp cho em là ví hồng, ví hồng nhá, 110k bao ship. Lên cho em là ví hồng 110k bao ship. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô sen quạt tăng áp có nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp, lên đủ tên cho em sen quạt nhá, sen cánh quạt và giúp tăng áp lực của nước nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, quá lên cho em là sen quạt tăng áp. Đây, một bộ của nó như này các bác này. Đấy, bộ của nó như này. Bộ của nó thì bao gồm là có một bát sen và một dây như này các bác nhá. Dây dài, dây tương đối là dài luôn. Đấy, một bát sen và một dây. Hàng rất chất lượng luôn. Ở đây thì nó còn có cả thêm một cái lõi lọc than hoạt tính nữa các bác nhá. Đây. Đấy, bát sen. Về các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đây, ở đây thì nó có cái lõi lọc than hoạt tính các bác nhá. Đấy, lõi lọc than hoạt tính như này. Đấy. Và nó có chế độ rất là hay, đó là đóng ngắt trực tiếp trên tay luôn. Ở trên tay này các bác có thể đóng ngắt trực tiếp được luôn và điều chỉnh to nhỏ ở đây các bác nhá. Con này nó có thể xoay đi xoay lại này. Lúc nước nó vào thì cái vòi sen này nó quay, nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, đóng ngắt trên tay. Đấy, chỉnh to nhỏ, đóng ngắt trên tay luôn, rất là tiện. Dây thì tương đối là dài nhá. Đấy, dây này của nó phải dài tới, để em kiểm tra xem. Dây của nó là dài là 1m3 nhá. Cả vòi sen là dài vào 1m rưỡi. Dây 1m3, tính cả vòi là 1m rưỡi, tương đối là dài. Dây bằng inox như này. Đấy, một con sen tắm như này, giá chỉ có là 160.000, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp 160k bao ship tới tận nhà luôn. Em sẽ có video chi tiết cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó, đây là một cái video đây. Nó đây các bác này. Đó, đây. Cho các bác xem thực tế luôn. Đó. Cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy, người ta có trực tiếp nguồn nước xả ra và test luôn hai cái vòi luôn. Đó, một con thì chảy rất yếu, một con thì tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Ở trong còn có cả lõi lọc luôn, các bác có thể thay tháo vệ sinh rất là dễ dàng. Nước chảy cực kỳ mạnh và khỏe, đóng ngắt trực tiếp trên tay. Có thể là các bác còn có thể là điều chỉnh to nhỏ nữa, vừa đóng ngắt trực tiếp vừa điều chỉnh to nhỏ, nói chung rất là tiện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là 160k bao ship. Đấy, nước nó ra tia rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để tắm này, rồi dùng để làm tưới cây, tưới cối rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, rất ngon. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là con sen quạt này là 160k bao ship thôi nhá. 160k bao ship, các lên kia là sen quạt tăng áp. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô túi chéo các nhá. Túi chéo da cá sấu rất là đẹp đây các nhá. Da cá sấu rất là đẹp đây. Đấy, con này thì chiều cao của nó là vào khoảng là đi hơn 20, chiều ngang thì vào khoảng 20 các nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Con túi chéo này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá rất là tốt, 160k và bao ship cho con túi chéo này các bác nhá. Đây. Đấy, dây của nó thì có thể điều chỉnh dài ngắn tùy theo nhu cầu của bác này. Đó, điều chỉnh dài ngắn tùy theo nhu cầu. Dây cực kỳ là đẹp, hàng máy trần rất là kỹ, khóa cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhá. Đây. Dây khóa của nó các bác này. Đấy. Khóa của nó là hoàn toàn bằng inox hết, rất là chắc chắn luôn, rất chắc chắn luôn. 160k. Bao ship các bác lên cho em là túi chéo 160k bao ship các bác nhá. Đó. 160k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô chăn ga các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga 5 món này. Đấy. Chăn ga 5 món Nhật này, con này bên em gửi tới các bác với cái giá là 260k và bao ship. Thì lô này bên em lại về thêm màu xanh đấy các bác nhá. Một bộ này của nó là bao gồm 5 món. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 5 món. Lô này thì bên em tiếp tục về được màu xanh nữa.
bác lên cho em là chăn ga 5 món Nhật này, 260k bao ship. Đây, bộ này của nó là bao gồm là một cái chăn như này, có này, một cái chăn khá là to luôn các bác nhá. Đấy, một cái chăn khá là to và dày dặn. Cái chăn này thì các bác đắp thu đông thoải mái, tại vì ở bên trong của nó là nó có trần thêm bông các nhá. Có trần thêm bông ở bên trong. Đấy, bên trong là có trần bông nữa các nhá, chứ không phải là nguyên máy không đâu. Chất liệu là bằng cốt tông, máy cực kỳ là kỹ và chắc chắn luôn. Đấy, bao gồm là một chăn này. Đấy, một em chăn này. Tiếp theo là đến ga các nhá. Đấy. Một chăn này, sau đó là đến ga và gối này. Đây. Đấy, ở đây thì tiếp theo là có hai cái vỏ gối này. Đây. Hai cái vỏ gối đây, rất là đẹp này. Đó. Hai cái vỏ gối rất là đẹp luôn. Đó, hai vỏ gối rất là đẹp đây các nhá. Đó, hai vỏ gối thì kích thước của nó là 45 và tầm khoảng 60 các nhá. 45 60. Đấy, hoặc là 50 60 gì đấy, 45 60 các nhá. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là đến cái ga này. Cái ga này rất là to luôn các nhá. Đấy, ga rất là to, có dây chun. Các bác cho giường mét 6, giường mét 8 ok hết các nhá. Mét 6, mét 8 ok hết. Đấy, và tiếp theo là đến một cái gối ôm các nhá. Gối ôm đây. Gối ôm này thì chiều dài của nó là 1 mét này. Đấy. Nói chung là hàng rất là đẹp. Cắt tông cốt. Đấy, chất liệu là vải cốt tông các nhá. Vải cốt tông. Rất là đẹp luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là sắc nét. Và quan trọng nhất là vẫn là giá các nhá. Vẫn là giá. Giá của nó là giá hạt rẻ các nhá. Giá của nó rất là hạt rẻ luôn. Đó. Một cái bộ chăn ga 5 món như này. Đây, đầu tiên là một cái gối ôm này, tiếp theo là một cái ga này. Đấy, tiếp theo là hai cái vỏ gối này, và tiếp theo nữa là nhân vật chính là một em chăn rất là to luôn. Đó. Giá chỉ có 260k, bao ship tới tận nhà. Chăn ga 5 món Nhật thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô bình tưới cây các nhá, bình tưới cây đây. Thì các bác lên cho em là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây để tránh nhầm với lại các cái bình khác. Đấy, hồ lô tưới cây 140k bao ship. 140k bao ship lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó là đi 2 lít. Đây các bác nhá. Đấy, ấn của nó rất là nhẹ này. Có van xả hơi. Có van xả hơi luôn các bác nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Có van xả hơi như này. Có lẫy khóa để các bác rảnh tay khi mà phun. Nó khóa như này là các bác cứ ấn vào này là nó phun thôi, không phải bóp mỏi tay nhá. Điều chỉnh vòng to nhỏ này nói chung là ngon lành luôn. Bơm thì rất là nhẹ, một ngón tay cũng ấn được, chứ không phải là như cái hàng của Việt Nam mình đâu. Rất chất luôn. Đó. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 140k. Các bác lên cho em là hồ lô tưới cây 140k nhá, hồ lô tưới cây 140k. Đó. Rồi, sản phẩm còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây tại vì là em cũng hơi mệt các bác nhá. Rồi, chào các bác.